Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với Bóng Đá Today. Bóng Đá Today cập nhật tin tức bóng đá quốc tế mới nhất và nóng nhất 24 giờ qua. Trước khi đến với những chuyển động hấp dẫn của bóng đá quốc tế trong bản tin ngày hôm nay, xin mời các bạn hãy bấm đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để là người sớm nhận những bản tin từ chúng tôi. Còn bây giờ là phần điểm tin chính. Sau khủng cập bến, MU sẽ trả mức lương trên trời. Chiêu mộ siêu sao, Quỷ Đỏ hy sinh hai công thần. Atlético yêu cầu mức phí gấp 3 lần đề nghị của MU cho Trippier. Paris Saint-Germain sẵn sàng đàm phán mua Ronaldo. Manchester United đã đưa ra đường Sancho trở thành mục tiêu hàng đầu của họ trong kỳ chuyển nhượng. Ole Gunnar Solskjaer đang khát khao có được ngôi sao của Dortmund, nhưng anh ấy sẽ không rẻ. Sancho vừa trải qua một mùa giải bùng nổ cùng Borussia Dortmund. Chủ nhân của 16 bàn thắng tại Bundesliga cùng với Haaland đã tạo nên một cặp bài trường không thể ngăn cản. Cùng với những màn trình diễn thượng hạng tại Champions League, không có gì bất ngờ khi Đài Bruxelles đã định bán giá của cựu sao Man City gần 85 triệu bảng, trong khi United muốn trả thấp hơn 10 triệu bảng với lời đề nghị đầu tiên. Manchester United đã đạt thỏa thuận cá nhân ngôi sao chạy cánh người Anh. Theo tờ Guardian đã tiết lộ rằng United sẽ trao cho Sancho một bản hợp đồng 5 năm với mức lương khủng rơi vào khoảng 350.000 bảng một tuần, con số ngang bằng với David De Gea, người đang hưởng lương cao nhất ở Old Trafford. Khúc mắc duy nhất lúc này là mức phí chuyển nhượng quá cao mà phía Dortmund yêu cầu là 95 triệu euro, cao hơn rất nhiều so với con số 78 triệu euro mà United gửi đề nghị cách đây không lâu. Với sự phục vụ của Sancho, đội chủ sân Old Trafford sẽ là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa sau. Khả năng rê dắt bóng khéo léo cùng với nhãn quan chiến thuật tốt của một cầu thủ chạy cánh hiện đại sẽ san sẻ một phần gánh nặng trên hàng công với những Bruno Fernandes, Marcus Rashford hay Edinson Cavani. Ole Gunnar Solskjaer sẽ có nhiều hơn những phương án ở trên hàng công, ảnh hưởng tích cực đến lối chơi của toàn đội. Jadon Sancho hiện đang chinh chiến cùng đội tuyển Anh tại Euro 2021, quả sau đó bên đỗ của Anh sẽ được sáng tỏ sau khi giải vô địch châu Âu kết thúc. Mark Goldbrigger đã kêu gọi Manchester United loại bỏ Juan Mata và Nemanja Matic vào mùa hè này nhằm giải phóng tiền lương và dành tiền để chiêu mộ Rafael Varane từ Real Madrid. Varane được cho là có những liên hệ với việc chuyển đến Old Trafford trong những tuần gần đây sau khi có thông tin cho rằng anh không hài lòng với vấn đề lương thưởng mà anh nhận được tại Santiago Bernabeu. Cầu thủ người Pháp được cho là kiếm được 150.000 bảng mỗi tuần ở Tây Ban Nha. Cựu sao của Lens đã có những động thái tìm cách tăng lương. Về phía Real thì vẫn chưa có động thái cụ thể. Goldbrigger đã kêu gọi United rao bán Mata và Matic, những người giành được tổng cộng 280.000 bảng một tuần, mặc dù chỉ thi đấu 29 trận tại Ngoại hạng Anh mùa giải vừa qua. Phát biểu trên kênh YouTube The United Stan, Goldbrigger nói về việc tìm ra giải pháp nằm ký hợp đồng với Varane. Bạn sẽ phải bỏ ra ít nhất 40 triệu bảng cho Rafael Varane, nhưng chưa kể lương, nếu như bán được Mata và Matic, họ sẽ không cống hiến quá nhiều, chỉ được coi là sự lựa chọn thứ ba trong hàng tiền vệ của Quỷ Đỏ. Vì vậy hãy để họ đi và dành số tiền đó trả cho Bergwijn, cho Varane hoặc Paul Torres. Về Varane, đẳng cấp là khỏi phải bàn cãi, 4 chiếc vô địch Champions League cùng Real Madrid, đang là nhà đương kim vô địch World Cup, anh ấy chắc chắn sẽ bổ sung tuyệt vời cho hàng phòng ngự của United. Ngoài ra ngôi sao của Real sẽ bổ sung chất thép và bản lĩnh trong những trận đấu quyết định của Quỷ Đỏ như giải bán kết và chung kết. Đối với Mata, hợp đồng của anh sẽ hết hạn vào cuối tháng này và vẫn chưa quyết định có tiếp tục gia hạn hợp đồng với Manchester United hay không. Mata hiện đã 33 tuổi và không còn duy trì được phong độ như thời đỉnh cao như Goldbrigger giải thích. Nếu như United muốn ký hợp đồng với một số cầu thủ đẳng cấp thế giới, MU sẽ không được phép để quỹ lương vượt quá cao so với tình hình kinh tế của đội bóng, nhất là khi Covid-19 đang làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của các câu lạc bộ. Trong khi đó, hợp đồng của Matic còn hơn 2 năm, nhưng tương tự, cựu sao Chelsea khả năng sẽ ra đi nhằm cắt giảm quỹ lương cho đội bóng, sau đó sử dụng quỹ đó để trả cho những mục tiêu chuyển nhượng của đội chủ sân Old Trafford. Đây hứa hẹn sẽ là một mùa hè bận rộn của MU trên thị trường chuyển nhượng. Sẽ có những bom tấn và những cầu thủ sẽ phải ra đi tìm cho mình một bến đỗ mới. Theo Mundo Deportivo, Atletico Madrid đã nhanh chóng từ chối đề nghị đầu tiên trị giá 12 triệu euro của Man United đối với Kieran Trippier. Jordi Blanco yêu cầu gấp 3 lần số tiền đó mới chịu nhả người. Mặc dù phải thi hành án phạt cấm kéo dài vì vi phạm các quy tắc cá cược, nhưng Trippier vẫn đóng một vai trò quan trọng trong chiến tích vô địch La Liga của Atletico Madrid ở mùa giải 2020-2021, ghi dấu ấn với 6 pha kiến tạo trong 28 lần ra sân.
Tuy nhiên gần đây đang có nhiều tin đồn về việc cựu cầu thủ của Tottenham Hotspur sẽ trở về Anh thi đấu trong mùa hè này. Cả Man United và Arsenal đều muốn có được sự phục vụ của hậu vệ phải 30 tuổi. Theo giới truyền thông, ưu tiên của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer cùng với các cộng sự vẫn là hàng công, với mục tiêu hàng đầu là ra được Sancho. Hiện tại họ đang đẩy mạnh công cuộc đàm phán với Borussia Dortmund sau khi đạt được thỏa thuận cá nhân với Sancho. Bên cạnh đó, Solskjaer cũng muốn cải thiện hai vị trí ở hàng phòng ngự, bao gồm trung vệ và hậu vệ cánh phải, với việc Diogo Dalot vẫn chưa có được lòng tin của chiến lược gia người Na Uy. Man United đã lên kế hoạch chiêu mộ Trippier để tạo ra một cuộc cạnh tranh với Aaron Wan-Bissaka. Theo Mundo Deportivo, Man United đã đưa ra lời đề nghị chính thức đầu tiên trị giá 12 triệu euro, tương đương với khoảng 10,3 triệu bảng cho cầu thủ người Anh. Nhưng Atletico đã không mất nhiều thời gian để từ chối lời đề nghị này. Báo cáo cho biết thêm rằng Trippier còn hợp đồng với Atletico đến năm 2023, sẽ không được phép rời Wanda Metropolitano với mức giá thấp hơn điều khoản giải phóng 40 triệu euro, tương đương với khoảng 34 triệu bảng. Paris Saint-Germain bắt đầu liên hệ để chiêu mộ Cristiano Ronaldo vào mùa hè này và Juventus cũng đã sẵn sàng để đàm phán với tuyển thủ Bồ Đào Nha để anh rời đội bóng. Tờ AS tiết lộ Paris Saint-Germain bắt đầu liên hệ với Juventus về thương vụ chuyển nhượng dành cho Ronaldo vào mùa hè này. Siêu sao người Bồ Đào Nha cũng muốn chia tay Juventus. Ở chiều hướng ngược lại, Juventus sẵn sàng lắng nghe lời đề nghị từ Paris Saint-Germain. Trong khi đó, Ronaldo không còn nằm trong kế hoạch của tân huấn luyện viên Marc Allegri và việc ra đi là sự lựa chọn tốt nhất dành cho anh. Hiện tại, tương lai của Kylian Mbappe đang trở nên khó đoán. Có thông tin cho rằng chân sút người Pháp sẽ gia nhập Real Madrid. Đó là lý do Paris Saint-Germain sẽ nhanh chóng xúc tiến ký hợp đồng với Ronaldo. Paris Saint-Germain tin tưởng Ronaldo sẽ mang lại hiệu ứng tích cực trên mặt thương mại, kèm với đó là thành tích trên sân cỏ. Sự xuất hiện của Ronaldo có thể giúp cho Paris Saint-Germain hiện thực hóa giấc mơ Champions League còn dang dở. Mặt khác, Ronaldo cũng là đại diện hình ảnh của hãng sản xuất đồ thể thao, cũng là nhà tài trợ áo đấu cho Paris Saint-Germain. Vì vậy, việc ký kết hợp đồng sẽ có lợi cho cả ba bên. Về phần câu lạc bộ Juventus, họ hy vọng có thể thu về 20 cho đến 30 triệu euro từ việc bán Ronaldo. CR7 ra đi cũng giúp cho quỹ lương của đội bóng giảm đi đáng kể. Khi ấy, bà đầm già sẽ thuận lợi hơn trong việc mang về những tân binh khác phục vụ cho đội bóng. Trong 3 năm khoác áo Juventus, Ronaldo vẫn duy trì phong độ ghi bàn ấn tượng. Mùa giải năm nay, anh có 29 bàn tại Serie A và là vua phá lưới của giải đấu. Tuy nhiên, Ronaldo vẫn bị coi là thất bại ở Italy khi Juventus không thể vô địch Champions League. Tương lai của chân sút 27 tuổi đang dần sáng tỏ. Kịch bản Kane chia tay đội bóng thành London ngày càng gần hơn. Tương lai của Harry Kane đang trở thành đề tài nhận được sự quan tâm đặc biệt trong thời gian gần đây. Việc Tottenham thêm một mùa giải trắng tay đã đặt Kane vào ngã ba đường. Nếu tiếp tục gắn bó với gà trống, khả năng giành danh hiệu lớn của tuyển thủ Tam Sư là tương đối mờ mịt. Trong khi đó, bản thân chân sút 27 tuổi đã bày tỏ ý nguyện ra đi. Đẳng cấp, tài năng cùng với kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao phong phú giúp cho Kane lọt vào mắt xanh của nhiều ông lớn bóng đá châu Âu. Trong số đó, Manchester United và Man City là hai trong số những câu lạc bộ Premier League sẽ sẵn sàng trải thảm đỏ để chiêu mộ Kane vào mùa hè này. Theo nguồn tin từ tờ Mirror, Tottenham Hotspur sẽ không bán chân sút 27 tuổi trước thời điểm diễn ra trận chung kết Euro 2020. Mức phí chuyển nhượng của Kane rơi vào khoảng 150 triệu bảng Anh. Cựu tiền đạo tuyển Anh Michael Owen tin rằng những lời đồn về tương lai sẽ không ảnh hưởng đến tâm lý và sự tập trung của Kane cho Euro 2020. Cậu ấy có kinh nghiệm, Kane sẽ suy nghĩ và tập trung vào giải đấu này, Owen chia sẻ. Manchester United đang khao khát Kane khi họ không có sở hữu một số 9 đẳng cấp nào, ngoại trừ Edinson Cavani. Điều tương tự xảy ra với Man City sau khi Sergio Aguero gia nhập Barcelona vào hè này. Gabriel Jesus hay Raheem Sterling đều không thể duy trì được hiệu suất ghi bàn ổn định hàng tuần.